Hello, 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 hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một bảng đâm tà tay độc nha anh em. Ok, bây giờ đăng ký tài khoản nào, ABCDZ gì đi. Rồi đăng ký vô. Ok, đăng ký vô nào. Đó, ok. Rồi đây thì chúng ta sẽ có hai server. Ok, vô server này xem có gì không. Không thì chúng ta. Ok, sự cố phát video gì vậy? À, cái chắc video đầu game á mà. À mà game này heo thấy méo chơi được trên cái giả lập PC nha anh em. Không biết mấy giả lập khác thì sao nhưng mà LDB thì méo chơi được nha. Không báo trước luôn để nhiều ông vào hỏi ủa sao mà em không chơi được trên giả lập này nọ khổ nữa. Thì trước mắt thì heo xài LDB thì LDB không chơi được ha. Đấy, ok, rồi chết hết rồi. Mấy video hướng dẫn này nọ nó méo có xài được. Chắc là do cái anh rồi mừ. Ok. Anh nghe em nào chơi Android mừ thì chắc nó cũng hay bị giật lắc và đẩy ra ha. Thì khổ lắm mấy cái game dòng cũ bây giờ thì nó hay bị như vậy lắm. Còn mấy cái game mà dòng cao bây giờ thì nó ít ít có bản lậu và free lắm anh em. Bởi vậy đa số là mấy anh em mà Android mới mới là thấy thua rồi. Chắc mai mốt đi kiếm cái điện thoại mà Android cũ cũ chơi quá. Thời buổi này thiệt chứ khổ lắm anh em ơi. Rồi chắc bây giờ sẽ chạy nhiệm vụ đầu game cái ha. Cái này là chắc chắn là phải chạy nhiệm vụ đầu game rồi. Thì cái này nhìn giống cái phiên bản cũ anh em. Nhưng mà không biết là nó sẽ phi cho chúng ta cái gì đây. Cái này mà được việt hóa thì thôi rồi lượm ơi. Nhưng mà đáng tiếc thì nó méo có việt hóa ha. Ok, không biệt hóa thì ta chơi theo kiểu không biệt hóa ha. Đây là Hoàng Lão Tà nè. Đó. Mấy nhân vật này sao nó không làm mới lại ta? Ví dụ như là những nhân vật này là những nhân vật gạo cội, Hoàng Lão Tà đồ nè. Rồi Âu Dương Phong đồ. Những nhân vật lừng lẫy tên tuổi như vậy mà nó không có làm lại, toàn là làm những nhân vật mới không. Mà hình như game này bây giờ nó không còn phát triển nữa hay gì anh em. Em thấy là tìm cái game này mà phát triển thì nó không có ha. Nhìn chung thì nó cũng hơi buồn buồn. Cái này hồi nãy là tiếc là hồi nãy quên cài nhân 8. Cài nhân 8 thì có lẽ sẽ chạy nhiệm vụ nhanh hơn. Bây giờ game nào heo chơi là heo cũng cài nhân 8 hết anh em. Để vô chạy cho nó lẹ nó nhanh chứ không gì hết à. Hình như cái này có Âu Dương Phong nè. Đó, Âu Dương Phong nè. Nè, Hà Mô Công nè. Đó. Mày hở bự. Nè, mày hở bự. Mày hở bự. Mày hở bự. Tuyệt chiêu hồi đó cũng đẹp nữa nè. Bây giờ thì nó sao sao á. Tự đánh, tự bị rút độc, tự chết thôi à. Chứ ổng đâu có làm gì nhiều đâu. Sắp xong nhiệm vụ đầu game rồi ha. Thì lâu lâu thì ta kiếm những con game ngoài cổ này nọ chơi. Đấy, ok. Trời trời. Nâng cấp nó lên. Chúng ta cứ tưởng tượng như là chúng ta đang chơi những con game mà mới đi. Cho nó đừng có bỡ ngỡ. Còn 3 map nữa à, yên tâm. Nhanh lắm. Nè, đây là như ông này tên gì quên này. Hồng Hất Công nè. Đó, cũng là vang danh một thời mà bây giờ méo ai mà chơi ông nữa, thiệt chán gì chứ. Đó, Giáng Long Hợp Bát Trưởng nè ha. Kiều Phong bây giờ người ta cũng không chơi nữa trời. Người giờ người ta chơi đấu tủ tăng rồi
quách tương này nọ. Mà tính ra quách tương có gì đâu hay trời. Thiệt luôn á. Ok, còn hai map nữa. Cố lên, chúng ta sắp xong rồi. Trận này là vừa thủ vừa ấy nè. Xong rồi thì chúng ta sẽ tới trận con này lên đỏ. Full đỏ. Đó, ông này thủ, bà này búp. Người thủ, người búp, đó. Nhớ cái thời này, game này nó mới ra, thời ơi ạ. Đông anh em chơi lắm. Chứ đâu có như bây giờ. Bây giờ thì người ta cần chơi những bản nào mà có Việt hóa, rồi những bản mà nó phi tướng ma các kiểu con đà điểu. Rồi còn một map nữa là xong rồi ha. Ok, xong luôn rồi. Rồi bây giờ thì đi vòng vòng xem ha. À, vào cái hư nè. Đấy, chúng ta sẽ thấy trong hư là khá nhiều kim nguyên bảo ha. Chúng ta đang có không kim nguyên bảo nha anh em. Rồi ở đây là kinh nghiệm luôn nè. Tướng thì một nồi luôn. Ok, nhận ha. Đó, một tướng nè. Hai tướng nè. Ba tướng nè. Bốn tướng nè. Năm tướng nè. Sáu tướng nè. Bảy tướng nè. Tám tướng nè. Chín nè. Mười nè. 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, 22 tướng. Và tổng level 98 luôn hả? Wow. Vô là cho luôn level 98 nha anh em. Ok, quà thơm. Trời ơi trời, ngon luôn. Không cần phải chạy nhiệm vụ luôn anh em ơi. Game này free luôn ha. Free luôn cho chúng ta là... Ok, ngon. Đấy, trận quyết chiến của những ông lão nè ha. Đó, một mình thằng này nó chấp hết. Để chụp lại những cái tấm này ha. Đấy, đánh đi, đánh cho đã đi mấy cô chú ơi. Đây, một phát một. Mày hả bự. Vô nè. Mày hả bự, còn một phát nữa là đi à, đừng có lo. Đây. Ok, con dê. Rồi, chắc xong phần hướng dẫn rồi đó. Như kim nguyên bảo nó cũng cho nhiều lắm nha. Đây, nó cho... Ủa, tính ra nó cho có 20.000 à. Đúng không? Cái này là 20.000 hay 2 triệu ta. Ừ, đúng rồi, có 20.000 à. Có là không 20 triệu, có 20 triệu à ha. Ok. Già cả bị lẫn anh em không cảm. À, lên level cao, cái bây giờ làm nhiệm vụ tùm lum hết. Còn đây online nhận kim nguyên bảo nè, nhận túi các kiểu con đà điểu. Đây điểm danh thì không có gì ngon ha. Điểm danh cũng như hồi xưa. Còn đây là sự kiện event nè. Ủa cái này có... Ủa, có hồng tâm đồ các kiểu luôn. Đây là hình như quà nạp. Đây quà VIP. Quà online nè. Rồi ủa không có quà level ta. À, chơi gì sao chơi lại nó. Ok, nhưng mà đầu game chơi thì thấy cũng được. Ok rồi. Còn cái gì hay không ta? Như này là top hả ta? Ừ, chắc là top á. Ok. Rồi đi vòng vòng xem. Chúng ta được phi VIP 15 ha. Rồi full quà VIP nè. Đó.
Full quà VIP. Ok, nhận full quà VIP ha. Đá rồi tướng các kiểu rồi full level 98 luôn. Rồi vé tàn bảo đồ đang có một hả? À đây là shop nè anh em. Shop bán bet 800.000 một con cũng được ha. Cũng được, cũng được. Nhưng quan trọng ở đây có bán cái gì ngoài bet không? Kéo lên coi, hy vọng là dưới có. Rồi, rồi, xuống dưới đây là ok, không có luôn ha. Ủa vậy tính ra tướng nằm ở đâu ta? Tướng thì trong này không có nè. À, có cái la bàn kìa, đừng nói là đổi đồ nha. À, Hồng Tâm đổi đồ. Ok, ok. Rồi, nhìn chung thì con game này là một con game chơi cũng khá là ok. Nói chung chơi trải nghiệm hơn em, chứ nói mà chơi con này mà để chơi mà đua top này nọ thì không được ha. Ok, rồi đây là rương đồ nè. Nguyên liệu thì đa số bán trong này, đá đồ. Nhưng mà đáng tiếc là bet thì méo có bán trong này ha. Cũng may mà đầu game nó huy cho chúng ta là 22 con bet, 22 con tướng, không là chắc cũng sắp mặt lờ rồi. Này gì ta? Này top. Để coi top có cái gì. Đồ mã Lý Tầm Hoang full đồ. À, cái server này chơi đồ cam mà anh em ơi. À, chơi đồ cam thôi, đồ cam thôi. Đấy, 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 chơi đồ cam ha. Nhưng mà mấy cũng bí kiếp nó đổi ở đâu ra vậy ta? Hả, là nó quay ở trong cái phần Tâm Bảo. Tâm Bảo đây thì có bét nè, có rương này, rương gì đây? Nè nè nè, rương trang bị 2 tuổi vậy nè. Kiếm mấy cái rương đỏ đỏ. Mày đá rồi. Ok ok, quay Tâm Bảo thì nó sẽ ra đồ ha. Nó cho vé hiên hạch đồ này nọ để mà chúng ta có thể nâng cấp tướng đồ các kiểu. Nhiệm vụ ngày cũng có đồ nè. Rồi ok, chắc vô cái túi của mình quá. Túi đâu rồi, đây túi đồ. Nè, trang bị. Ồ, tính ra phải mua 25 món hả ta? Ở chù. Đây nè, đây nè, top nè anh em. Ồ, cũng xài tướng thường anh em ơi. Ok ok, tướng thường thôi, không có tướng ma tướng gì rồi. Mà như vậy cũng khá là ok ha. Rồi rồi, thấy cũng hiểu được sơ sơ ha. Đó. Rồi thì cái này chắc là anh em tự tìm hiểu thêm ha. Rồi link em sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về. Thấy thì chúng ta tìm hiểu thì cũng ok đấy. Rồi. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Rồi, ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ nó hướng dẫn cái máu gì đây. Tôi không cần. Để tao ship tướng vô coi. Ship xong rồi chụp một tấm hình chứ không có gì hết à. Rồi, thôi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Ok, bye bye.